Em Cường đồ bán chào cô bác anh chị nha. Hôm nay ngày 15 tháng 1 2024, cô bác anh chị mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại 0909 479 154 nha. Nhắn tin gọi điện số Zalo, gọi điện Zalo, nhắn tin Zalo đều được cho các bác anh chị. Số này là số Zalo của em luôn nhé. Giá trên đây là chưa bao gồm phí ship, phí vận chuyển nha cô bác anh chị. Bác anh chị mua thì cộng thêm phí ship vận chuyển nào, cộng thêm phí ship vận chuyển nha cô bác anh chị. Dạ, hôm nay em vô em làm clip được một số cái mã hàng, được 23 cái mã hàng. Mũi khoan là kim, mũi tân rô, mũi phay, cắn tiện, đài phay, tu quay, cây phôi và đầu doa nhé. Cô bác anh chị thấy cái mã hàng nào phù hợp mới xưởng của mình có thể ủng hộ em nhé. Dạ, em vô chi tiết từng mã hàng nhé. Em vô cái mã số 1 nhé. Mũi này là mũi khoan phủ nhé, khoan phủ chuyên thép inox nhé. Mã số 1 là 300 ngàn nhé. Mã số 1 này là 300 ngàn nhé. Mũi này là mũi phi chín nhé, mũi tím nhé. Đó, phi chín. Này là này phi chín luôn nhé. Này phi chín luôn. Mũi này là phi 9.4 nhé, hàng phủ bạc nhé. Phủ bạc này chuyên khoan inox của Nachi này. Mũi này 11.4 nhé, 11.4. Mũi này là 5 ly rưỡi nhé. Mũi này là 10.4 nhé, 10.4 Taro M12. Mũi này là 4.2. Còn mũi này nó hơi mờ để em đo lại. Mũi này 7.9. 7.9. 2, 4, 6, 8 cây nha. 8 cây là tổng 300 ngàn nha. Mũi khoan phủ nha. Chuyên khoan inox này. Thép cứng này. Thép. Thép cứng này như là khoan B20. Thép khuôn mẫu. Thì thép mà xử lý nhiệt vừa vừa thôi, 45 hoặc 50 độ HRC, 50 H 45 là có thể khoan ổn nhé. Em đã có làm một clip test 23 cái mũi này rồi. Đó. Mũi này là 300 ngàn nhé. Em qua cái mã số 2 là 270 nhé. Một cái khoan này là khoan mới chưa xài nhé. Hàng này em về được cái loại này, loại mới chứ phải khoan bạc nhé. Ly này của nó là đây này, có thông số này, 12 ly 2. Đây thì phụ tin như hàng khoan Nhật nhé. Đây là 12 này, đây là hàng mới nhé, nhưng mà hàng mới đó, nhưng mà không có hộp bảo quản thôi. 12 đầu nhỏ là 12 ly 2, đầu to là 14 nhé, cán là cán 14 nhé. Cây này là 270 một cây nhé, cứ một cây này 270. Em có 3 cây giống như vậy, 3 cây giống như vậy. Cây này nhé, 12 với 14. Đây em có 3 cây giống như vậy nhé, 3 cây giống nhau nhé, hàng mới hết nhé. Hàng mới hợp kim nguyên khối nhé, hàng hợp kim nguyên khối nha các bác anh chị. Hợp kim nguyên khối, khoan thép inox, thép cứng nhé, khoan bậc nhé, 27 một cây. Ngoài ra em còn một cây này nữa là của nó là 12 ly 7 nhé. 12 ly 7. Cái này 15 nhé, 12 ly 7 với 15 nghe dài nhé. Cán này cán 12 này, à 13 này. Cây này cũng 27 luôn nhé. Đó. Một cây là 12, này là 12 ly 7 nhé. Cái này 15. Còn cái kia 12 với 14 nhé. Đó. Mã số 2 cứ một cây là 27 nhé. Mã số 2. Qua cái mã số 3 nhé. Ba cái taro nhé. Hàng phù bạc của Nachi nhé. Hàng này có xích mẻ nha cô bác chị. Đây, hàng có xích mẻ nhé. Cây nào cũng có xích mẻ hết. Nhưng mà cô bác nào về tận dụng nhé. Giá thành rẻ. 300 ngàn ba cây nhé. M24 x 3. Hàng Nachi nhé. Phù bạc.
cái ở mấy cây này ở đây nó không bị mẻ nhé, nên thế mình xài nó em nghĩ là xài cũng ổn chứ không 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 có ảnh hưởng gì mấy đâu. Rồi mình tận dụng mình làm ít hàng, làm ít thì mua cái này cho nó rẻ, giá thành sẽ rẻ hơn. Mình quay một vài lỗ thì không ảnh hưởng, cũng không 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 nói chung là cũng không có gì là khó cả đâu. Mình làm sợ làm hàng số lượng nhiều thì nó mới chậm thôi, chứ hàng làm hàng ít lẻ lẻ thì không sao. 100.000 cây nhé, 3 cây 300.000, lẻ thì 100.000 cây. Đấy, lẻ em vẫn bán sẽ lẻ mã số 3 nhé, 300.000. Cái mã số 4 nhé, mã số 4 là ba cây taro nhé, mã này là 290.000 nhé, M20 nhé, 1,5 ly nhé. Đó, 2 cây mới nhé, 2 cây mới, 1 cây lướt nhé, mới chưa xài, 1 cây lướt nhé, đã thành rất rẻ luôn rồi. Cây này mà 1 cây mới thì mua giá thì rất mắc. Đây, 3 cây mới này nhé, mã số 4 này 290.000, 290.000 nhé. Có cái mã số 5 như 220.000 nhé. Mã số 5 này 220.000. Đây, cây này như mới nhé. 19.96 nhé. À, 20 đó, chưa 20 ạ. Hàng rất đẹp nhé. Hàng như mới nhé. Hộp bảo quản. Cây này cái phá thô nhé. Phá thô này là 24, 29, 24.4 nhé. Quá thôi nhé, còn rất đẹp. Đây, còn rất đẹp. Mẹ cắt 80 nha. Cán 25 nha. Đó. Một cái phá thô, một cái phê tinh nha. Hai cây này là 220 nha. Mã số 5. Mã số 5 nha, 220. Em có cái mã số 6 nha. À, một bộ mũi khoan nhé, này là 300.000, này là phi 12 này, phi 12 này, cái này còn là rất đẹp rồi, nhưng mà nó bị dính nước thì nó bị ố nhé. Phi này 5,5 ly này, 5,5 ly, phi 8 này, phủ tím này, chuyên thép inox nhé, thép cứng, phi 5,1 nhé, 5,1, 5,1 phủ tím luôn nhé. 5,2 nhé, 5,2, 5,2. Đây phi 7 nhé, đây phi 7, phi 7. Phi này 11,4 ly nhé, 11,4 ly, hàng phù bạc nhé. Đây phi 5,9 nhé, 5,9. À, mũi này là chuyên thép inox nhé, thép inox titan đều được. 2,4,6,8. Thép cứng nhé, 2,4,6,8 thép cứng, nó độ cứng nó khoảng 40-45 thôi nhé, chứ cứng quá là nó không khoan được nhé, như ca bạc đạn nó không khoan được nhé, ca bạc đạn nó không khoan được các bác chị nhé. Mã số 6 300.000. Hôm qua cái mã số 7, một cái cán tiện mới nhé, kèm 4 hộp chip mới luôn. Cán tiện này 25, 25, 25 dài 250 nhé. Cán mới chưa xài nhé, mới chưa xài luôn rồi. Chưa từng một lần nào tiện này. Của Kyocera Nhật nhé, kèm 4 hộp chip mới nhé, 4 hộp chip mới TB16 nhé, chuyên inox, à chuyên thép nhé, kèm 4 hộp chip mới nhé. Cái này là 1,5 triệu nhé, mã số 7 nhé, mã số 7 nhé, mã số 7 là 1,5 triệu, 4 hộp chip mới, kèm một cái cán móc, móc 25 nhé, cán móc 25 này, mã số 7 là 1,5 triệu nhé. Qua cái mã số 8 nhé, một cái đài phay nhé, đài phay này là một đài phay phi 125 nhé, 125.
chip 12 trong 3 nhé, chip thông dụng nhé. Đây, góc 45 độ RT 40 nhé. Đài này 1.9 triệu kèm 10 con chip nhé. Chip này trên đây có sẵn, cộng thêm 10 con chip, 10 con chip lướt nhé. Nó từ 2 đến 3 góc đẹp nhé, 2 đến 3 góc đẹp. Đó. Đài thì rất đẹp nhé, RT này thì còn rất ok. Hơi nặng nhé, đài này 1.9 triệu nhé, kèm 10 con chip này nhé. Chip này thì nó có 4 góc, 1, 2, 3, 4 góc thì nó chỉ còn 2 đến 3 góc đẹp nhé, 2 đến 3 góc đẹp thôi nhé. Lấy thêm thì cứ 10.000 một con nha các bác anh chị, 10.000 một con. Mã số 8, còn cái mã số 9 nhé, 1, 2 mũi khoan nhé, 430.000, mã số 9, phi 27 và phi 15.5 nhé, côn số 2 và côn số 3 nhé, côn số 2 và côn số 3. À, một cây là me cắt 103, một cây là me cắt 101, 115 nhé, hai cây, hai cây khoan nhé, côn số 2 và côn số 3 nhé, hai cây này là 430.000 nhé. Em qua cái mã số 10 nhé, mã số 10 là một cái cán tiện nhé, một cán tiện Sumitomo nhé, phi 16 nhé, đẹp chống dung này, cán nhật nhé, chip T 11 nhé. Đó, cái cán móc, cán này kèm 4 hộp chip mới, 4 hộp chip mới V11 nhé, 800.000, 800.000 phi 16 nhé, dài 200 nhé, đẹp chống dung. Đó, đẹp chống dung nhé, 4 hộp, 4 hộp là 1.800.000 nhé, 4 hộp 1 cán. Còn qua cái mã số 11 nhé, cái bộ kê phôi này, kê đây nó có hai cái này, hai cái này và hai cái này nhé, và một cái lẻ này nhé, một cái lẻ này, một bộ nó là 500.000 nhé, hai cái này với hai tay kê, hai cái đạp này nhé. Đây, công dụng của nó như này, đây nó kê này, kê tăng chỉnh chiều cao này, đó, hạ xuống thấp này, hạ xuống thấp này, tăng chỉnh chiều cao. Cái miếng này là một là cách kê kiểu này, kê kiểu này như có anh chị này, kê kiểu này, cái này hàng Nhật nhé, Eron Nhật nhé, kê kiểu này hoặc là mình có thể kê kiểu này nhé. Đây có răng này, khớp lại với nhau, đó, khớp lại nhau, cao thấp, cao thấp, đó, muốn cao lên thì mình kê thêm này, đó, kê thêm này, đó, nó sẽ cao lên để đẹp, kẹp phôi xuống. Cái con ốc bắt vào đây để kẹp phôi xuống. Ốc này là ốc M14 nhé, xài ốc M14 hoặc bác nào nhỏ ốc nhỏ sờ 12, 12 cũng đều được. Đây là cái con to này, đó, mình kê này nó vuông góc luôn đó. Đó, 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 một bộ nó là đó, kê như này, muốn cao lên thì kê như này, đó, đó, nó kèm hai cái này, hai bộ này là một bộ này, 12 cục nhỏ này và một cục to này, cục lẻ nhé. Cái này là 500.000 nhé, 500.000 mã số 11. Em qua cái mã số 12 nhé, một cái cán tiện móc C12 chip Sumitomo luôn nhé, cán Sumitomo, cán 32 dài 300, nẹp chống dung nhé, nước xuyên tâm. Đây, chip C12 cán mới chưa xài nhưng mà để bãi nó có bị ố, nó bị gì đó. Đây, nó có bị va chạm xíu xíu này, trong quá trình vận chuyển kèm 20 con chip nhé, 20 con chip lướt, 20 con chip lướt nhé, một cái cán. Bộ này là 1.1 triệu nhé, 20 cái cán kèm 20 con chip lướt nhé, bộ này là 1.1 triệu nhé, Sumitomo, cán 32 nhé, 32 dài 300, đẹp chống dung, 1.1 triệu, mã số 12, kèm 20 con chip, một cái cán 32 dài 300. Em qua cái mã số 12 nhé, 13, 400.000, kèm 50 con chip này nhé, con chip này chuyên chạy thép bằng inox nhé, của Quater Đức, của Nghĩa Cán, cái cán phi 16 nhé,
cái cán phim 16 này nó chỉ dài được 101 thôi nhé, dài được 101 thôi, móc lỗ ngắn. Ở đây nó có, đây nó có chạy, nó có bị va chạm, nó bị quẹt này, nó bị chày này nhé. Cán này cán phim 16 nhé, cán hãng luôn nhé. Đó, kèm 50 con, cán này là 400.000 nhé. Cán này nói chung là em nói là không được đẹp nhé, nhưng mà xài vẫn được nhé, vẫn ok, xài vẫn ổn. Đó, nó bị chảy đây nhé. Cán này chip này VTF06, kèm 50 con chip, kèm 50 con chip nhé. Đây hộp mới của nó, đây hộp mới của nó là hàng này chuyên chạy thép và chạy gang đấy nhé, chứ không chạy được inox nhé, chạy thép và gang. Cái này chạy thép và chạy gang, nó có ba chữ, chuyên thép và gang, chạy thép chạy gang, chạy thép và gang nhé. Một cán và 150 con chip là 400.000 nhé. Qua cái mã số 14, một cái cán tiện 12 nhé, móc lỗ phim 12 của Nhật Sumitomo, nẹp chống dung, phim 12 dài 150 nhé. Cán 12 dài 150, kèm là hai chip mới nhé. Bộ này là 700.000, mã số 14 nhé, 700.000. 700.000. Đó, một cái cán tiện D15 và hai hộp chip mới, mã số 14, 700.000. Mã số 15, một cái cán tiện nhé, cũng cán tiện FI32 của Sumitomo, nẹp chống rung, chip C12, bộ dài 350, cán này dài 350 nhé, dài hơn cái cán lúc nãy 50 ly nhé. Kèm hai hộp chip mới, bộ này là 1.600.000 nhé, chip C12 luôn. Đó, hai hộp chip mới, chip mới đây, hai hộp chip mới, chip mới. Hộp này nó có ba loại khác nhau nhé, nhưng mà là chip mới hết nhé, hai hộp chip mới ba loại khác nhau. Đó, bộ này là 1.600.000 nhé, 1.600.000, cam phi 32, bản nó để nó bị ố, nó bị xét, nó bị dính nước, là cái hàng này dính nước là nó bị xét, nó bị rỗ, nhưng mà cán chia xài đấy nha. Bộ này là 1.600.000 nhé, mã số 15. Em qua cái mã số 16 nhé, mã số 16 này là 500.000, một hộp chip mới nhé, hộp chip mới, chip T11, kèm một cái cán 10 nhé, cái cán 10, cán 10 này là dài được 130 nhé, dài 125 á. Đây, nẹp chống dung, hàng này móc thì sướng lắm á. Đó, một cái cán kèm hộp chip mới 500.000 nhé, 500.000. Đó, chip T11 500.000, mã số 16. Qua cái mã số 17 nhé, mã số 17 có 5 cây taro nhé, 5 cây taro, một cây mà 12 hàng phủ này, hàng phủ đẹp này, chuyên thép inox này, có ONG Nhật này. Đó, 10 12 x 1.75, một cây mà 14 x 2, hàng đẹp nhé, mà 14 x 2. Này, một cây mà 16, cây dài nhé, cây này cây dài nhé, dài tổng của nó là 200 á, ở 16 x 2 nhé, và nó có bị mẻ nhé, đây mẻ 1 2 2 góc bị mẻ nhé. Cây này là mà 18 x 2 rưỡi, cây này thì nói chung là nó cũng không được đẹp cho lắm nhé, nói chung là cũng có bị mẻ đây, không được đẹp cho lắm, mà 18 x 2 rưỡi nhé, mà 18 x 2 rưỡi. Còn cây này là mà 20 x 2 rưỡi nhé, dài 150 nhé. Cây này thì đẹp nhé, cây này thì đẹp. Đó, tổng là 5 cây nhé, 5 cây là 350 nhé. Bộ taro này 5 cây 350. Em có cái mã số 18 nhé, một cái ban me nhé, ban me này là 75 100. Đây, cái góc này nó có bị mẻ một xíu ở cái đỉnh ngập kim này, nhưng mà cũng không sao, không ảnh hưởng gì đâu nhé, cây này còn rất đẹp nhé, 75%. Em đã test chuẩn đây nhé, giờ chỉ việc xài đấy nhé.
rất chuẩn đời không rồi, hoạt động êm ái bình thường nhé. Cây này là 350 năm me Mitsutoyo 350 75% 75% nhé, 75% mã số 18, mã số 18 tan me 75%. Qua cái mã số 19 nhé, một cây taro, một cây taro M30 bước 3,5 nhé, hàng bao đẹp nhé, gần như mới, bao đẹp. Cây này là 290.000 nhé, taro M30 bước 3,5, cây này là 290.000, hàng rất đẹp, hàng rất đẹp nhé, M30 nhé, to phi bự, 290.000 mã số 19. Có cái mã số 20 nhé, mấy cái bánh giống như là cái này là dùng để xoáy lỗ cho nó đạt được kích thước theo yêu cầu này, này 40 này của chút xô Nhật này, hàng Nhật nhé, 60. Em không biết cái này 40 60 là gì, chắc em nghĩ là cái độ mịn của nó, độ mịn của cái mấy cái nhám trong này. Đây, hàng Nhật có ba cái này 100.000 nhé. Cốt này là cốt 6 ly. Cốt 6 ly hết. Có bác nào xài gì? Mã số 20 này 100.000 nhé, ba cái bánh này. Ba cái bánh này nhé. Ba cái bánh này 100.000. Mã số 20. Mã số 21 một cái tủ quay nhé, tủ quay MT4. Hàng êm ái nhé, ngoại quan thì không được đẹp đâu, chỉ hoạt động chân chu bình thường, thay đầu nhé. Đây, cái này 1.000.000 nhé, tôi quay MT4, hàng hoạt động êm ái, chân chu, không dưa lắc nhé. Vỏ này hơi bị xấu thôi, nhưng mà không ảnh hưởng gì đâu nha các bác anh chị, giá thành nó sẽ rẻ hơn thôi, chứ mà nó êm ái là bình thường, không ảnh hưởng gì. Đó. Cái này là 1.000.000 nhé, tu quay MT4, MT4 tu Nhật nhé, MT4 này 1.000.000. Qua cái mã số 22 là 32 cái đầu doa này nhé, đầu doa của bác nào về chế cháo gì hết, hai cái đầu, mỗi cái đầu là 170 một cái nhé, nó có hai cái giống nhau luôn, hai cái giống nhau này em giới thiệu. Mình giới thiệu cho các bác anh chị một cái thôi nhé, cái này cái lỗ là cán 20 này, mình bỏ cái cán móc lỗ, ví dụ như cái cán móc lỗ này này, cán móc lỗ này là cán 20 này, mình bỏ vô mình xài này. Đó, mình bỏ ra mình xài mình tăng chỉnh, này là du xích tăng chỉnh nhé, mình bỏ đây, đó, cái này nó sẽ đá đầy cái cán, đầy cái cán xịt ra, đó, đầy cái cán xịt ra tới. Đó, nó có tăng chỉnh đó, nó giống như tăng cơ đó, tôi xích được vài ly đó. Đó, có bác anh chị nào về chế cái đầu doa, chế này xài cho đầu doa đó, đầu doa đó, cái này có nóc khóa cán, mình chỉnh xong mình khóa cán lại, chỉnh xong mình khóa cán lại, chắc mình doa thôi, chỉnh du xích, nó du xích tăng chỉnh này, đây vạch nó đây, vạch còn rất rõ ràng. Cái này là rãnh mang cá này, và có ba anh chị chế vào cái cán của nó, cái cán có cái rãnh mang cá mình khớp vào đây cái là xong, khóa lại. Đó, cái đầu doa này nhé, đầu doa này 170.000 một cái nhé, em có hai cái nhé, mã số 22 170.000 cái nhé. Mã số 23, cái đợt này em xả cái đầu doa này luôn, cái đầu này 1,5 triệu này không bán được thì để lại luôn. Đó, có bác anh chị nào về ấy, tiện lại cái cốt 32 mình xài nhé, chứ cái này nó không gắn vô được cái nào hết, tiện thành cốt 32 mình xài. Lỗ này là lỗ 18 18, cái này có bị hàn, hoạt động thì bình thường hết nhé, này một cách 5 rồi. Hoạt động bình thường hết nhé, nhẹ nhàng êm ái, rất quay rất nhẹ nhàng nhé. Cán 18 xả bộ này luôn, xả 1,5 triệu nhé, 23 tăng chỉnh,
Cái này có bị hàn nhé, lỗ này lỗ 18 nhé. Cái này của ba anh chị về tiện lại thành 32, bỏ một cái áo 32 mình xài. Cái này thì nó kèm theo như vậy luôn. Bộ này là 1,5 triệu. Mã số 23, mình xá luôn. 1,5 triệu nhé. Đó, ngoại quan thì như vậy đó. Và chi tiết cụ thể rồi. Túi xích thì rõ ràng nhé. Bộ này 1,5 triệu, mã số 23 nhé. Em có ít mũi móc nhé. Bữa giờ cũng bán nhiều rồi. Mũi móc này là 5 ly này. Cá 5 ly phi này là phi này của nó là phi 3.6, mình móc được lỗ 5 nhé. Chiều sâu móc được tối đa của nó là 12 ly. Thì muốn móc sâu mình phải mài bớt cái này đi để cho nó khỏi cả. Đó. Cái này là 15.000 mũi nhé. 15.000 một mũi. Còn đây là mũi quan tâm. Phi 2,5 ly, cán 7,7 ly. Đây, đầu nó như này đây, nó còn rất dài. Đầu nhọn này còn rất dài. Có những cây về mình phải lít siêu lại nhé. Lít siêu như mũi khoan vậy đó. Mình xài tiếp nhé. Cây này là 15.000, 25.000 mũi chứ. Quan tâm 77, 7,7 ly. Đầu 3 ly. 3 ly và đầu 2,5 ly nhé. Có hai loại. Cái này là 25.000 một cây nhé. Đồng giá hết. 25.000 một cây. Đây, em còn đúng hai hộp. Hai hộp chip CBN nhé, chạy sau nhiệt. Có hai góc CBN nhé. Con này là 40.000 một mũi nhé, hai góc CBN R008 chuyên chạy ca bạc đạn. Cái thép cứng này. Con này không chạy va đập nhé. Ví dụ như va đập là con nó không chịu nổi, nó sẽ banh cái hộp cái mảnh CBN này nhé. Nó chỉ chạy thép giống như là không có va đập thôi nha các bác anh chị. CBN chỉ chạy không va đập thôi. Như con này này, con này là được 4 góc, con này 4 góc thì giá sẽ cao hơn, 4 góc giá sẽ cao hơn nhé. Có mỗi con chỉ nhất 2 con thì như đâu được 2 con này. 40.000 một con nha các bác chị, em còn 20 con thôi, 20 con duy nhất sẽ hết hàng sau chạy sau nhiệt. Rồi hôm nay em làm clip đến đây thôi. Cô bác anh chị sửa mình đang thiếu hoặc cần những cái dụng cụ nào mà thấy phù hợp với những cái mã hàng em đã quay trên clip thì có thể ủng hộ em nhé. Cô bác nào mà xem chưa đăng ký kênh thì nhớ kênh đăng ký kênh ủng hộ kênh bên em nhé. Hôm nay em làm clip đến đây thôi. Em chào cô bác anh chị nhé. Chúc cô bác anh chị coi YouTube vui vẻ nhé. Em chào cô bác anh chị.